ngày 8 tháng 7 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 7 đến câu 15. Một hôm, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ ở với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà ấy hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Suy niệm. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chỉ thị cho các tông đồ đi rao giảng chỉ với nội dung ngắn: nước trời đã đến gần. Không có bài vở soạn sẵn, không được tập luyện cách truyền đạt, làm sao để thu hút đám đông? Nghe thì dễ, nhưng không dễ thực hiện. Chúa Giêsu dạy vào nhà nào hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nhà nào không đón tiếp và nghe lời rao giảng của anh em thì rũ bụi chân lại. Người môn đệ không mang bao bị, tiền đồng dắt lưng, thể hiện tinh thần khó nghèo, thanh thoát, không lệ thuộc vào của cải vật chất, như một niềm phó thác cậy trông sự trợ giúp của Chúa để thực thi sứ mạng được trao phó. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Khi Đức Giêsu đến trần gian, thì người thiết lập vương quốc tình yêu là nước trời ngay tại trần gian này. Nước trời là chính Chúa. Chúa đã đến gần, sát ngay bên, nhưng còn tùy thuộc vào lòng con người có mở lòng đón nhận hay không. Việc rao giảng không phải chỉ bằng lời, nhưng bằng đời sống. Một đời sống đạo hạnh, yêu thương tha nhân, luôn đem niềm vui và hy vọng đến cho người khác, là phản chiếu một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng. Nước trời hiện diện ngay giữa thế trần và trong tâm hồn có Chúa ở cùng. Nước trời đã đến gần còn là sứ điệp quan trọng cho con người thời đại hôm nay, khi mà trong thực tế, nhiều người như cảm thấy Thiên Chúa rất xa lạ, mơ hồ đối với họ vì những cảm thức duy thực dụng đã lún sâu trong tâm khảm của họ. Đứng trước thảm trạng đau buồn ấy, người môn đệ Đức Giêsu phải làm gì để nước trời thật sự được hiện diện giữa trần gian hôm nay? Phải chăng đây là sứ mệnh quan trọng và cấp bách, đang hối thúc mỗi chúng ta hãy can đảm mạnh dạn lên đường để tung gieo tin mừng nước trời cho mọi người? Dẫu có khó khăn và thử thách đang chờ đón phía trước, nhưng chúng ta hãy vững tin vào quyền năng Đức Giêsu, người luôn đồng hành bên chúng ta để thi thố những việc kỳ diệu cho vinh danh Người. Điều quan trọng là mỗi chúng ta hãy ý thức mình đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Con người hôm nay đang dần giàu lên về nhiều mặt: vật chất, sự hiểu biết, sự hưởng thụ, danh vọng, nhưng dường như lại nghèo dần đi về tình yêu, sự thật và công lý. Thế nên, từ sâu thẳm nội tâm,
con người vẫn thật sự khao khát một chiều kích tâm linh đích thực, có thể lấp đầy sự trống vắng của cõi lòng họ. Trước thực tế đó, người môn đệ Đức Kitô không chỉ giới thiệu về nước trời bằng những chân lý mặc khải, nhưng bằng chính một nếp sống đơn sơ, nghèo khó, thanh thoát của người môn đệ sẽ có sức thuyết phục rất mạnh mẽ, vì con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao phó và quảng đại dấn thân để góp phần mở rộng nước Chúa nơi trần gian. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những điều vô ích cản trở việc rao giảng tin mừng, để chúng con không lạc bước trong khi thi hành sứ mệnh cao cả đã lãnh nhận. Amen.